Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 4 tháng 1, xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Quang Trung điều khiển chạy hướng từ cửa khẩu quốc tế La Lay về Đông Hà. Khi đến km 289 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị, xe bất ngờ mất lái đâm vào nhà sàn của dân bên đường. Hậu quả đầu xe móp méo, thùng xe lật nghiêng chiếm hết toàn bộ mặt đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hư hỏng một số thanh lan can. Toàn bộ sắn khô trên thùng xe đổ ra đường, tài xế bị thương nhẹ. Ngôi nhà sàn của ông Hồ Văn Gia bị gãy trụ, siêu vẹo, hư hỏng nặng. Một số xe máy, tài sản trong nhà bị hư hại. Ngôi nhà được ông Gia xây dựng cách đây 4 năm với số tiền 700 triệu đồng. Rất may, thời điểm này không có người ở trong nhà. Vụ tai nạn khiến hai đầu đường Hồ Chí Minh ách tắc khoảng 1 km. Hiện lực lượng chức năng đang huy động phương tiện để giải tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Thời gian gần đây, nhiều xe đầu kéo chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khiến nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao. Theo khu quản lý đường bộ 2, nhiều xe đầu kéo thường xuyên chạy lấn làn, cua gấp gây mất an toàn giao thông.